Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Cù Quân Vlog. Ngày hôm nay lại theo yêu cầu của tất cả các bạn khán giả, một bạn lại yêu cầu mình rằng là: anh ơi, em đố anh dám gọi điện Seven Head vào lúc 12 giờ đêm đấy. Ôi, hết lúc 12 giờ đêm mà em đố anh dám gọi điện cho nó dám ra ngoài đời đấy. Ôi, rất là nguy hiểm luôn mọi người nhá. Ok, và ngày hôm nay mình đang ngồi ở đây là nhà có nhà mình thì mình sẽ không sợ. Và ngày hôm nay mình sẽ gọi nó đến nhà mình mọi người nhé. Và mình cảnh báo với tất cả các bạn rằng là các bạn đừng bao giờ gọi con Seven Head này nó tới nhà nhé mọi người nhé. Nó khá là nguy hiểm luôn. Bởi vì tại sao mình nói nó khá là nguy hiểm là bởi vì nó rất là nổi tiếng rất là lâu rồi, và đến nay nó vẫn rất là nổi. Và đặc biệt là Seven Head bây giờ nó biến hóa rất là nhiều khôn lường, và hình dạng kích thước của nó khá là nguy hiểm. Và bây giờ nó rất là thông minh và nó rất là nguy hiểm. Nếu chúng ta đụng chạm vào nó thì khả năng gặp nguy hiểm của chúng ta rất là cao. Nhưng đối với mình thì không có gì là khó cả, bởi vì mình là pháp sư, và pháp sư thì sẽ làm theo yêu cầu của tất cả các bạn khán giả yêu cầu. Cho nên là mình sẽ không sợ mọi người nhé. Bởi vì nữa, một lý do nữa là mình có một cái bùa hộ mệnh, cho nên là mình không sợ bất kỳ một con quái vật nào cả. Chính vì vậy mà mình sẽ thực hiện hết tất cả các cái video mà các bạn yêu cầu mình. Các bạn hiểu chưa? Thì bây giờ mình sẽ không lằng nhằng nữa, mình sẽ gọi điện luôn cho con Seven Head này để hôm nay nó ra ngoài đời xem nó có ra hay không. Mà mình gọi vào đúng 3 giờ sáng mọi người nha, xem nó như thế nào mọi người nha. Nhưng em biết là con Seven Head này này, nó được xuất phát từ một nhà văn nổi tiếng, đó đến từ đất nước Canada, và đó là ông ta có tên là Trevor Hesson. Và trong một cái câu chuyện của ông đã đăng cái hình ảnh của Seven Head lên một cái tài khoản Twitter, và từ đó trở đi Seven Head nó trở thành một cái gọi là cái hư cấu lên, và mọi người cứ thêu dệt lên. Và theo như mô tả ở trên mạng á, thì mình cũng tìm hiểu sơ sơ cái con Seven Head này nó rất là to cao vạm vỡ. Nói chung nó cao khoảng tầm, nói chung mình nghĩ rằng mình cái tưởng tượng là nó cao cái tầm 10m đến 20m mọi người nhé. Đấy là theo cái suy nghĩ của mình, nhưng mà không biết là nó có nguy hiểm đến cỡ nào thì mọi người có thể tìm hiểu về con Seven Head này nó sâu sắc hơn, để kỹ hơn vào các cái internet và báo chí. Thì ngày hôm nay thì mình đóng trong một cái vai trò đó là gọi điện cho Seven Head để nó ra ngoài đời, để chúng ta sẽ nói chuyện cùng với nó đến nó như thế nào mọi người nhé. Thì bây giờ mình đang đưa các bạn tới giới thiệu sơ qua về con Seven Head này. Thì mình vẫn đang chờ cái thời gian rất là quan trọng, đó là 3 giờ sáng mọi người nhé. Tại sao mình phải chọn vào lúc 3 giờ sáng là bởi vì là cái giờ 3 giờ sáng này này là cái giờ người ta mở cửa quỷ môn quan đấy đấy mọi người. Đấy, cái giờ này rất là kinh dị luôn và cũng rất là sợ luôn. Chứ một mình ngồi đây mình gọi điện cho con Seven Head này khá là nguy hiểm. Bây giờ sắp đến rồi. Và bây giờ mình sẽ gọi điện luôn cho Seven Head mọi người nhá. Let's go. Và trên tay của mình là một chiếc điện thoại Samsung, và bây giờ mình sẽ gọi điện luôn cho con Seven Head để con xem con Seven Head này nó như thế nào mà mọi người cứ yêu cầu mình suốt mấy ngày vừa qua như vậy. Và bây giờ mình sẽ gọi điện luôn mọi người nhá. Và cũng như thường lệ thì bây giờ mình sẽ nhá máy mọi người nhé. Không bao giờ mình gọi điện mọi người, mình phải nhá máy cho con Seven Head. Vì cái chiếc điện thoại của mình là nó cứ thần kỳ là sẽ nhá bất kỳ một số điện thoại nào mọi người nhá. Nhá máy luôn Seven Head. Quay giờ mọi người ơi. Ôi, chờ cái này. Gọi đâu đừng gọi điện luôn đấy em ạ. Anh em thấy kinh không? Cảm giác sợ luôn đấy em này. Ôi giời ơi, nó tối luôn rồi. Nghe máy, nghe máy, nghe máy em nhá. Bây giờ mình sẽ nghe máy. Nghe máy luôn rồi. Alo ạ. Sao nó không nói gì không mọi người? Sao không nói gì cơ?
không thấy nói gì mình em nhỉ? Hả? Ui, không thấy nói gì hết mọi người. Ui, hình như mình nghe cái tiếng gì lạ lắm mọi người thấy nghe cái tiếng gì lạ không? Ui, nghe cái tiếng gì lạ lắm mọi người. Hả? Tiếng lạ nhỉ? Ui, nó nằm ở đâu anh em? Ui, cái gì nhỉ? Anh em thấy nghe cái tiếng gì không? Ui, anh em ơi, đây chính là ôi cho xin hỏi đây có phải là số máy của Silent Head không ạ? Ui, cái gì đây? Ui, sao không thấy nói gì quá? Anh em ơi! Ui, hình như mình có cảm giác giống như thế là có một cái gì đấy đang đi xung quanh mình ấy. Có cái gì đấy nhở? Hả? Anh em có thấy gì không? Nó vẫn để tiếng mọi người này. Là kiểu gì quá? Ôi nha, cái gì không mọi người? Cái gì? Ôi, anh em ơi, 2 phút 15 rồi này. Mọi người này, 2 phút 15 rồi nhá. Mọi người này, theo số điện thoại bên mình. Ôi, sao mà mình nghe cái tiếng gì mà mọi người thích nghe cái tiếng gì không? Cái giờ này là mọi người ngủ gần hết, mọi người ngủ hết mọi người nhá. Là không có ai dạy hết. Bây giờ 3 giờ sáng này rất là nguy hiểm luôn mọi người nhá. Mà tại sao mình thấy con người nó choáng người đấy. Nghe cái tiếng giống như tiếng quài ấy. Cái kêu kinh lắm mọi người. Ngủ hết đầu mọi người này. Giờ mình không, hầu như mình không có nghe một cái gì luôn đấy. Cảm giác kỳ luôn mọi người. Nó vẫn nghe vẫn nghe số. Bởi vì mình vẫn đang để máy mọi người nhá. Mình không tắt. Mình rất lạ luôn. Tại sao mà có chuông này, có phút gọi đàng hoàng mà vẫn không thấy có tiếng gọi. Alo ạ. Chà, liệu có điều gì không? Lẽ nào nó định ăn thịt mình quá. Ôi trời, anh em ơi, có lẽ là mình phải tắt thôi mọi người nhá. Mình phải tắt thì có thể là sẽ không nghe tiếng. Ôi mọi người, khi mình tắt mình không nghe thấy tiếng gì mọi người ạ. Tắt mình không nghe thấy tiếng gì hết mọi người nhá. Tắt thế luôn. Không nghe tiếng gì hết. Mọi người, thực sự là nó có thể tới không mọi người? Mình nghĩ là nó tới hay sao ấy. Cảm giác rất ghê, nó bắt đầu ghê rợn rồi. Không biết mọi người có nhìn thấy không? Bắt đầu ghê rợn rồi mọi người. Ghê quá mọi người. Thôi mọi người, bây giờ cũng gần sáng rồi đấy, tự nhiên mình thấy lạnh người lắm. Mình sẽ tạm thời kết thúc cái video tại đây mọi người nhé. Nhưng một cái điều đặc biệt mà tại sao mình lại không thấy mọi người tỉnh dậy mà nghe có cái tiếng rất là lạ luôn. Có lẽ nào nó tới thật anh em. Thôi mình tắt video bây giờ mọi người nhé. Mình chào tất cả các bạn.